Trời ơi, chẳng lẽ đây là sự thật hay sao? Cậu Năm, cậu Năm ơi, chắc là con không sống được nữa rồi. Thân tàn sắp lung tim, cuộc đời nhiều năm quá, con làm khổ cho người ta. Nhắm mắt không yên lòng, con xin cậu về nhà nói câu, nói cặn kẽ đôi lời, mong sao có đủ mặt mọi người để bây giờ vắng tanh. Trời ơi, chẳng lẽ đây là sự thật hay sao? Buổi sáng sao nó vẫn giữ ý? Thiệt tình luôn á, quý cô chú anh chị ơi, giờ mộ chú buồn quá, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Bông đẹp của ai? Chị Mộng Thu. Chị Mộng Thu hả? Ồ, gì mua màu đỏ trực luôn anh. Đỏ đâu? Đỏ đậm luôn á. Đỏ đô. Đỏ đô hả? Đỏ đậm nè. Sao không pha màu mà vô cho nó có màu mè đâu? Chị mua một hộp khăn giấy với một thùng nước. Chị Mộng Thu là chị Mộng Thu ở Canada. Canada đó hả? Rồi, ồ, cảm ơn chị nha. Rồi, chị Mộng Thu quá tuyệt vời luôn quý cô chú anh chị ơi. Hy vọng một ngày nào đó chị Mộng Thu sẽ về Việt Nam ha, đến đây thăm mộ chú ha. Hồi sáng cắm sao quên, quên coi. Cắm bình. Đúng ra cắm này qua đây đó phải. Dạ. Yeah. Giờ anh cầm giùm em anh thắp hương cái. Tập trung chuyên môn. Vì là 8 giờ đêm nay vì mình lên xe với Bùi Hải. Buồn quá chú ơi. Sáng nay thấy ngày mai còn mình Ngọc. Sáng nay rồi còn cái đâu? Còn Ngọc với chú Tiểu. Tiểu chú chị. Hai ba người. Anh Bin cũng đến đây mà. Anh Bin. Là 22. Năm mô ơi, dù hoặc hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2023. Tháng 24. Con tên 37 tuổi. Từ một kia mình mùi lắm. Tấm cái hương trình thủ thì ngày có cần thông mộ thì có cần những trình thủ hoặc cũng tạo nghiên trang qua dương dương cũng như chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông nên võ nhân quan có danh tâm nhất sinh ngày 17/2/1958 và mất ngày 5/3/1957 âm lịch, nhưng ngày 14/2/1923 âm lịch năm Quý Mão 66 tuổi. Hôm nay dương có mưu việc hồi xưa, chứ không phải chú giờ tội thật sự cầu nguyện chú bị ông thân về liền và chị mình cũng nguyện giá cho một người anh và một người buồn thắt buồn hiểu sao qua cầu bỏ bàn ngữ đời bên chiều nay không còn ai thấy đợi em về nói không nên lời con nghĩ gần đời con nhó nhoi. Ủa cúng rồi ghinh là tới đẳng luôn hả? Ủa sao cúng rồi xong để đây cho mấy anh em dùng người ghinh là tuốt đằng kia Hải cúng luôn đúng không? Trời ơi, khiến tao mà tuốt đằng vừa cao su đắng rồi. Buồn hắt buồn hiu.
con qua cầu bỏ bàn ngữ ơ, để bên chiều nay không còn ai thấy đời. Trời ơi, kinh đâu mà tút đằng kia đằng trời. Buồn ghê thiệt chứ. Buồn quá bà con ơi. Một chú rồi phải nói giờ chỉ biết, chỉ biết than buồn thôi. Bây giờ không biết tôi cố gắng tới đâu đây. Cuộc sống thì mưu sinh. Dạ một phần. Gì đem làm gì hai gạt nước mắt đâu đây nữa. Chẳng anh chẳng hao gậy, thức trắng đêm trường mai làm cô dâu. Bờ hai bến nước đụng trong, ngài đẹp nhất là ai mà chia tay. Thương đã thương em rồi, ngu sớm đi em mai còn đi chơi. Buồn, buồn quá, quá buồn. Buồn thật buồn nhiên, nãy em về bến đời mà ngỡ ơ. Đời anh chiều nay không còn ai thấy được em giờ. Nói không nên lời, em nghĩ rằng là em nhỏ nhoi. Đã yêu nhau rồi sao nỡ làm gần chẳng chia giỡ đôi. Tình là tình thu thương, bảo kiếm sắc không lên đàn. Người ra lú trong tinh bàn, nắm cánh mơ màng. Nghe thăng vàng quần đau ý à, à ý. Trời ơi, chẳng lẽ đây là sự thật hay sao? Cậu Năm ơi, chắc là con không sống được nữa rồi. Tại vì khán giả cái đi đâu hết rồi, quay khán giả không xem cậu Năm nữa. Cậu ơi, chú ơi, ông ơi. À, nói chung là buổi sáng vô cảnh giặc nó buồn lắm quý cô chú chị ạ. À, lời ca thay tiếng hát, tiếng lòng, dạ. Tiếng lòng vu vơ. Nói chợ, nó thật sự buổi sáng này là nó vắng tanh luôn quý cô chú anh chị. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân vắng tanh, biết em ra đi không quay trở lại đây. Nói gì em mà gió trong đời quan trai, mà sao em mang thân đi suốt thành dài. Tại vì mình quay vòng vòng cho bà con cô bác xem mà. Đó, nhìn nè. Bọn của chú bây giờ nó vắng mà nó phải nó quán thôi chứ quán thôi. Thôi con đi hết rồi quý của chúng chị ơi. À, tối nay Duy Minh cũng đi luôn rồi. Đi xuống dưới chia sẻ một cái lễ, phải nói là cái gửi vía bà ở là Châu Đốc An Giang là rất là lớn luôn quý cô chú anh chị. Rất là lớn. Và đặc biệt có sự tham gia là ngày mai này. Hôm nay nè, chị Bình Tinh đi xuống dưới nè. Hồi tối là anh Kim Tiểu Long đã về tới dưới rồi đó, quý cô chú anh chị. Đó.
về giữ là cũng bà này kia rồi đó. Mà đó là Kim Cửu Long có nói mà khi nào á, khi nào mà khi nào mà anh em mình đi xuống dưới gặp anh Long đi dắt đi ăn rồi đi chơi rồi ha. Đó. Ở buổi sáng này rất là hiệu quạnh luôn. Bây giờ là thiệt. Ồ, của chú là phải nói luôn với cô chú anh chị quán tanh. Sáng nay thì có chị Mông Thu đi mua là nhờ Ngọc mua rồi mua nước nữa, của cái gì nước với khăn giấy nữa ha, dâng lên cho chú ha. Đó có con bướm về. Những cặp rồng, mấy chú rồng thì rất là đẹp luôn. Hôm nay ra hoa nhiều quá quý cô chú anh chị. Chú rồng quá đẹp luôn. Thiệt vời luôn á. Sự này rồng tốt tư rồi. Đó. Rồng tốt tư rồi sao không thấy chú rồng đây quý cô chú. Chú rồng lâu quá không thấy. Chắc là chú rồng mà buồn cái gì quá. Không thấy quý cô chú anh chị. Lâu lắm rồi không có gọi cho chị Hồng Ngọc quý cô chú anh chị. Hồng Ngọc là một cái người phải nói là fan cứng của chú từ lúc đầu mùa tới cuối mùa, là từ lúc chú mất những ngày đầu á, là chị đã mua dâng hoa dành những cái rất là nhiều cái tình cảm cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rồi quý cô chú anh chị. Cho đến ngày hôm nay là hơn một năm rồi đó, mà phải nói khi mà Duy Minh hỗ trợ chị đưa những cái cặp rồng này vô đây, rồi đưa những cái gọi là cặp lăng vô đây, cũng trải qua nhiều sóng gió lắm, nhưng mà mọi chuyện cũng được êm xuôi cả. Thì chắc là chị buồn về nhiều cái việc, ví dụ như khi mà mình đem những cái gì vô đây thì một số anh em hôm trước là hay gọi là hay nói chị á quý chú chị, hoặc là chửi chị nữa đó, cho nên là chị buồn. Chửi nói thì trên video chứ nhiều khi chửi ở ngoài á thì chắc có một số anh em mét lại, nói chung là chắc nói lại đó quý chú chị với chị, cho nên là chị buồn. Không mà vậy mình cũng chứng kiến ở ngoài, nhưng mà con cái chuyện của người ta làm thì mình không có nói tới quý chị, cho nên chị buồn. Chị không có dâng những cái gì lên cho chú nữa, ví dụ như hoa nè, cúng kiến thì lại ít đi, không có ấy. Chắc thời gian này chị đang buồn. Mình cũng cầu nguyện cho chị, gia đình chị được là luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc ha, làm ăn thì phát tài phát lộc. Và chị cũng là một cái ẩn số quý cô chú anh chị, vì mình cũng rất là tò mò ha. Đó, chị là người như thế nào mà luôn lúc nào cũng là kính trọng yêu quý chú, muốn dâng cả tình cảm của mình để là làm tô điểm lên cái vẻ đẹp ở tại ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó quý cô chú anh chị, cũng nhiều bà con cô bác cũng đặt ra câu hỏi. Nè buổi sáng là sao cái chú không có vui rồi à? Chú hơi căng rồi quý cô chú anh chị, mặt buồn giống của mình cũng buồn luôn. Một ngày nào em bước đi. Rồi có gọi sáng nay luôn. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây để nghe điện thoại luôn ha quý cô chú vị. Chúc bà con cô bác buổi sáng thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống ha. Xin chào bà con, hẹn bà con ở một video tiếp theo nha.